À, để cô Dạ. tự hỏi. Rồi, cô nhanh, bật mic lên trả lời cô. Lớn Dạ. hơn 30,9 mét từ số mấy con? Dạ từ số 4. Rồi, bé hơn hoặc bằng 8 thì phải kết thúc bằng số mấy? Dạ bằng số 7. Bé hơn hoặc bằng, cho Lộn con lộn có chữ cô. bằng này. Bé hơn. Rồi bằng số. Bằng số à? Mấy con? Bé Dạ hơn cô hoặc là bằng. bằng số 8. Đúng rồi, phải bắt đầu từ số 4 và kết thúc bằng số 8. Thì đây sẽ Dạ. là 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa? Được chưa? Dạ. Cách thứ Dạ. hai, nó là tập hợp các số tự nhiên khác không? Thì bây giờ x phải thuộc n hay n sao? N. Nghe con nói này. Giáo, cái mà số tự nhiên khác không á thì nó phải thuộc n sao, nghe chị cô dặn mình kỹ, khác không là phải n sao, còn số tự nhiên bình thường thôi á thì thuộc n là được. Được chưa? Dạ. Rồi Dạ. vậy thì cái này sẽ là x thuộc n sao, sao cho x lớn hơn 3 này, 3 bé thua x này, và nhỏ hơn hoặc bằng 8. Được chưa? Các bạn biết cách trình bày chưa? Dạ nhưng mà con lỡ ghi nhỏ hơn 9 được không cô? Không, con đề yêu cầu như thế nào thì phải làm như vậy. Dạ. Nó không nói nhỏ hơn 9 mà nó nói bé hơn hoặc bằng 8. Con hiểu ý không? Phải sát đề nha con. Dạ. Cô như vậy là bạn hành đạt có được thả tim không cô? Như vậy có nghĩa là khi chấm á, ví dụ bài đó là một điểm á, thì Hoàng Đạt chỉ lấy được 0,5 điểm thôi. Đúng cách 1 còn cách 2 thì lại sai. Đúng rồi, cách hai mình phải nói đề như thế nào thì mình phải nêu tính chất như vậy. Như Được chưa? thế là bạn hành Dạ. đạt cái thả tim hả cô? Không, cô phải chấm chấm trên tổng thể, truy bài cô chấm trên tổng thể chứ không phải là chấm một bài hai bài đâu con. Dạ. Thanh Hải ơi, cô đang chữa bài á con. Bên đó có tivi phải không con? Con tập trung học vào giúp cô nào. Nói em giảm lại tivi đi, con tập trung học đi ha. Sửa bài đi con. Rồi cô nói tiếp bài 2 này. Bài 2 cô Hương đã chữa cho các bạn rất nhiều lần rồi. Chữa hai lần rồi và cô có chú ý. Nhưng mà không biết là có một số bạn cũng chưa hiểu vấn đề. Bây giờ con nhìn cách làm của bạn này nha. Đầu tiên là 2 mũ x trừ 1 bằng 3. Cái gì mà có x thì mình cứ hạ xuống trước là 2 mũ x. Còn đây là tổng, muốn tìm số bị trừ thì mình lấy, à quên, cô xin nói lỗi, xin lỗi nha, đây là hiểu, muốn tìm số bị trừ thì ta lấy hiểu cho số số trừ. Được chưa? Mấy con không bị gì hết cô. Ai vậy ta? Mấy con cái video nó có bị tắt mở hoài nó tự bấm luôn, con không cần nó tự bấm luôn. Trần Gia Bảo con số 4. Đã bảo có số 4 hả? Vậy con Dạ. thử tắt nguồn xong mở lại máy vào lại giúp cô xem nào. Quang Anh ơi, Hồng Anh ơi, bật cam đi con. Rồi bây giờ cô mời Bội Đình này. Bội Đình, con bật mic lên. Thanh Hải, cô nhắc lần thứ hai nha con. Rồi con nhìn vào đây, cô giải thích thì con hiểu nhá. Như thế này, 2 mũ x ở đây là số bị gì con? Bồ Đinh, Dạ có số bị trừ, muốn tìm số bị trừ thì mình lấy hiểu cộng trừ. cho số trừ, có nghĩa mình lấy hiểu là 3 cộng cho số trừ là mấy? Bồ Đinh, Một cung. thì mình sẽ được 4, bởi vì đây là số lũy thừa thì mình bắt buộc mình cũng phải đổi về số lũy thừa cùng cơ số để mình biết x là bao nhiêu. Vì đây 4, mình sẽ đổi lại thành 2 mũ 2 để hai cơ số này giống nhau. Hai cơ số giống nhau rồi thì mũ cũng phải bằng nhau, được chưa? Vì là 2 mũ x bằng 2 mũ 2. 2 với 2 là cơ số giống nhau rồi thì bắt buộc x phải bằng mấy? Hai. Rồi, đoạn này các bạn hiểu chưa? Rồi các bạn sửa bài vào đi. Dũng ơi, tí Dũng ơi, con làm đúng không con? Đúng một con. Rồi.
Cô đang đi chậm nhất có thể đối với một số bản nha các bạn. Nhanh chóng sửa nhanh chứ không có thời gian để chữa lâu đâu các bạn ha. Tấn Trọng Quang Anh bật cam lên con. Rồi Giang Mỹ làm cái gì vậy con? Rồi có thắc mắc câu này nữa không để cô chuyển câu? Dạ không. Rồi cô rồi. Lấy một bản khác nữa hả cô? Cô lấy một bản khác. Rồi Trí Dũng tập trung đi con. Rồi tiếp. Bài bài tiếp theo hả cô? Bài này hơi mờ một xíu nha các bạn. Nhưng mà bài làm của bạn này ổn nên con sẽ đưa lên đây. Hôm sau các bạn chụp ảnh cũng phải rút kinh nghiệm. Mình giữ khi máy đừng có để rung, làm cho ảnh đỡ mờ nha các bạn. Chụp rõ ràng thì nhìn hơn ha. Câu A là chưa gì thấy, không thấy gì hết. Rồi, bây giờ câu B nha. Đã. Câu B, tất cả các gì, cái gì ở trong mặt thường thường mình sẽ làm đầu tiên đúng không? Thì ngược lại mình sẽ giữ cái ở trong mặt trước. Cái của con đó người. Dũng ơi. Của ai không quan trọng, của cái người nào làm được thì con mới đưa ra để hướng dẫn cho các bạn nha con. Hả? Chị Tiến Dũng hả? Dạ. Dạ là bạn Tiến Dũng. Ừ. Rồi Mai Thảo bật bật cam lên con. Rồi. Bây giờ con nhìn vào nha. Ở đây bình thường mình làm tập ngọt trước. Ít giờ khi nào nó cũng ngược lại. Cái gì trước thì mình càng giữ ở cuối cùng. Thì đây mình hạ ngoặc xuống. Đây là thừa số nhân với thừa số bằng tích đúng không? Muốn tìm thừa số chứ tích để cho thừa số đã. Đã biết. Có hai cái thẻ quay nó không? Anh Hải nó bằng cầm bút sửa bài à con? Ơi, chân gia thảo cơ sở 2 em ơi, con tắt mất nha. Cái dội ngược là. Rồi. Rồi, muốn tìm thừa số chưa biết thì ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Tích ở đây là 6 mũ 4. Được chưa? 6 mũ 4 chia cho thừa số đã biết là 6 mũ 2. Phép chia thì số mũ trừ cho nhau, còn lại 6 mũ 2. Được chưa? Sau đó mình mở các số mũ này ra thành số tự nhiên. 2 mũ 2 là 4, 6 mũ 2 là 3, 36. Được chưa các bạn? Dạ được. Rồi. Để cô hỏi một bạn nào. Đăng Khoa ơi. Đăng Khoa. Đăng Khoa ơi. Nga đâu rồi? Bạn vào lớp cho chị. Đăng Khoa, cô Hiền gọi kìa, lên tiếng đi con. Vào rồi đó cô. Đăng Khoa ơi, con bật mic lên trả lời cô nào. Cô. Ừ, làm đến đây rồi, x cộng 4 bằng 36. Vậy giờ cô muốn tìm x cô làm như thế nào con? Câu B là cô. Đúng rồi. Đến bước này là đúng rồi này. Bây giờ cô muốn tìm x thì cô làm như thế nào? Dạ. Từ đầu phóng to lên đã cô. Ờ, phóng to hơn hả? Rồi ok con. Dạ, đến bước đó ra. Dạ rồi. Đến bước đó ra làm. Ta lấy. Này giờ con nhìn vào đây nha. Đây là phép cộng đúng không? Thì đây là số hàng chưa gì? Chưa gì đây con? Số hàng chưa biết. Mình muốn tìm số hàng chưa biết thì ta lấy tổng như thế nào với số hàng đã biết? Và lấy số hàng, lấy tổng cho số hàng đã biết. Nghe cô giảng bài này. Muốn tìm số hàng chưa biết thì ta lấy tổng trừ cho số hàng đã biết nha con, trừ nha con, bởi vì hai cái này cộng làm với bằng tổng mà, thì muốn tìm cái này mình phải lấy tổng mà trừ đi số hàng đã biết. Được chưa Đăng Khoa? Ảnh nó mờ quá cô. Hả? Ảnh nó mờ. Ảnh nó mờ, nhưng mà cô đang hỏi về vậy giờ cô con có thấy là x cộng 4 bằng 36 không? Gần cô. Hả? Rồi vậy giờ cô muốn tìm x, cô hướng dẫn con rồi, giờ x sẽ bằng như thế nào?
lấy 36 trừ cho 4. Rồi, đúng rồi, XL. Cô Lý viết rồi cô. Ờ rồi, cô Lý viết rõ lên cho các bạn đó. Mình lấy 36 mình trừ cho 4 đúng không? Vậy đáp án cuối cùng là được bao nhiêu Đăng Khoa? Rồi, con biết lỗi sai của mình chưa? Rồi, tiếp. Bây giờ con sửa vào bài đi nha Đăng Khoa, rút kinh nghiệm và cố gắng làm sao mình làm tốt hơn nha con. Rồi, tiếp. Cô bạn trưởng nhà báo câu số 2 chưa có tắt mic cô. Chị Hương, Gia Bảo ơi, cô Sở Hai ơi, con tắt mic giúp cô nè. Ờ rồi, được rồi. Tiếp theo là câu C nha. Câu C giống như cô nói, cái gì ở trong ngoặc mình cứ hạ xuống cái đã, làm ngoài ngoặc trước giúp cô. Thì ở đây muốn tìm số chia thì mình lấy số bị chia cho thương. Được chưa? Bạn vẫn hạ trong ngoặc xuống là 50 trừ cho mở ngoặc x trừ 2 mũ 2, tất cả đóng ngoặc bằng 125 chia 5 và được 25. Rồi tiếp tục cái ngoặc tròn mình lại hạ xuống. Số muốn tìm số trừ, mình lấy số bị trừ, trừ cho hiểu là 50 trừ 25 là được 25. Sau đó mình mở số mũ ra số tự nhiên và mình trở về bài toán bình thường để làm. Được chưa? Có bạn nào thắc mắc bài làm này nữa không? Sửa nha các bạn, phần nào làm sai là phải sửa để mình còn đổi, còn sửa vào những ngày hôm sau, chứ cô thấy có những bạn cứ lặp đi lặp lại những cái lỗi như vậy luôn á. Con có con có thể đổi lý thừa trước được không cô? Được con, đổi lý thừa trước cũng được, không sao hết. Miễn sao các bước con làm chuẩn cho cô, đúng cho cô là được. Dạ. Cô vẫn thấy một số người làm sai mà vẫn ngồi vậy chứ không hề chữa vào trong vở là sao ta? Dạ, tại vì hồi nãy cô Lý, cô có gửi cho con cái bài sai rồi cho nên con mới sửa rồi cô. Ừ. Rồi, không, cô đang nói có một số bản trong này đó. Rồi Nhi ơi, con làm đúng hết không con? Đúng tay cô gọi con à cô? Ừ, rồi, truy bài con làm có đúng hết không? Bảo Nhi? Được, chị bài con đúng hết nhưng mà mất sai muốn cái câu ấy á cô, cái câu cô bài là câu nào? Bài cái bài hạ một á cô, con sai cái bài đó. Vậy thì con sửa bài vào đi, sao con lại ngồi không vậy, cô thấy con ngồi không kìa. Rồi tiếp này, bài 3, như cô nói, khi nào thấy một dãy số có quy tắc. Quy tắc ở đây có nghĩa là các số cách nhau một khoảng cách nhất định. Ví dụ, giữa 2 và 6 cách nhau là 4, giữa 6 và 10 cũng cách nhau là 4, và từ 10 đến 14 cũng cách nhau là 4. Được chưa? Được chưa? Thì đây chính là một dãy số có quy tắc. Khi nào có dãy số có quy tắc thì mình sử dụng công thức tính số các số hàng và tính tổng. Số các số hàng thì mình lấy số cuối trừ số đầu, tất cả chia cho khoảng cách, cộng thêm 1. Ở đây, số cuối là 202, trừ số đầu là 2, chia cho khoảng cách là 4, cộng thêm 1, thì mình sẽ được đáp án là 51 số hàng. Được chưa? Sau khi tính số các số hàng, thì khi đó mình mới xuống tính tổng. Đây, muốn tính tổng thì mình lấy số cuối, cộng số đầu, nhân cho số các số hàng, chia 2. Số cuối là 202, số Đăng đầu Khoa, là 2. Nào học rồi thì đổi tên đi con, đổi tên đi nè. Nhân tất cả đóng ngoặc lại, nhân cho số các số hàng là 51, rồi chia cho 2. Và đáp án cuối cùng được là 5202. Được chưa? Các bạn đã hiểu cái cách làm đối với cái dãy số có quy tắc này chưa?
Dạ rồi. Có nghĩa là các bạn phải thuộc công thức số các số hàng và công thức tính tổng, thì khi đó các bạn mới làm được cái bài này. Nên là cô dặn đi dặn lại các bạn về học công thức đầy đủ cho cô. Và cái bài mẫu ở đây là cô lấy mẫu của hai bạn làm đúng nhất, và cô cũng chắc chắn là các bạn cũng nhận ra bài của mình, thì cô cũng tuyên dương hai bạn là đã làm bài cẩn thận và đúng ha. Và cô mong muốn các bạn, những bạn sau này á, cũng được lấy bài mẫu như thế này, và các bạn càng ngày càng tiến bộ hơn trong quá trình truy bài nha các bạn. Yeah. Ừ. Và cô cũng dặn nữa, nên chụp ảnh mỗi trang một ảnh, có nghĩa là mỗi cái mặt giống như cái bản này nè, mỗi trang một ảnh để mình thấy rõ cái bài làm của mình hơn, để cho người chấm cũng dễ chấm hơn nha các bạn. Yeah. Và nhớ sau khi nộp bài cũng phải kiểm, sau khi chụp ảnh xong á, kiểm tra ảnh nào mờ, nếu mờ thì xóa ảnh nó đi, chụp lại một ảnh mới nét hơn để gửi lên bài tập trên Shopee. Yeah. Ừ. Rồi các bạn cứ chữa cho xong đi, đến giờ giáo viên bổ môn vào thì cô sẽ tắt. Có bạn nào chưa chữa kịp không? Không. Cô Hiền để bài này lại đi cô Hiền, tại vì ở bên cơ sở 2 thấy mấy bạn có 5-6 bạn làm sai cái bài 3. Dạ rồi, để em chiếu lại ạ. Bài 3 đúng không cô? Dạ, đang để nè, bài số hạng nè. Rồi. Đây đây, em đang để bài số hạng đó cô. À đúng rồi, nói là để đây đừng có chạy đi chỗ khác á. Rồi dạ. Thôi cô ơi, vệ sinh cô. Rồi con, sửa bài rồi thì đi vệ sinh đi, tranh thủ một xíu đi. Rồi các em bạn ơi, cô ơi, xong rồi. Có 5-6 bạn làm sai câu 3 bài số hạng này nè, nhìn bạn trình bày không? Bạn trình bày ra hai bước rõ ràng, một bước là tìm số các số hạng, bước thứ hai mới tính tổng nha, không có gộp vào để tính nha. Bước thứ nhất tìm số các số hạng, bước thứ hai mới tìm tổng. Ừ, đúng rồi. Cô ơi, cô còn cái tiếng Anh thì không có cô. Chúng mình đi đi con. Không, tiếng Anh thì cô không cần khảo lại nữa, bởi vì là từ vựng có trong vở các bạn rồi, đúng không? Các bạn có thể kiểm tra lại, check lại đáp án được mà, đúng không? Còn toán thì phải chữa thôi, còn tiếng Anh thì mình có từ vựng ở trong vở mình đã chép rồi. Dạ. Ừ. Nhi ơi, con chữa bài cho con. Rồi Thanh Văn nữa, chữa bài nha con. Thanh Văn dạo này làm bài cũng ất ơ lắm nha con. Chu Minh nữa này. Các bạn phải học tập nghiêm túc, càng ngày điểm càng đi xuống á các bạn. Có vấn đề nào không hiểu á là phải hỏi trực tiếp, một là hỏi giáo viên chủ nhiệm, hai là các con phải hỏi giáo viên bộ môn liền, chứ đừng để về không biết cái vấn đề gì, đến khi á, làm bài điểm nhận về là rất thấp nha. Cô có kiểm tra lại trên cái bài xuất trên đó. Gia Bảo ơi, cơ sở 4 ơi, cô hồi sáng có, hôm trước cô có gửi thời khóa biểu cho con á, thì con phải soạn sách thì con mới biết là tiết tiếp theo học gì chứ con. Dạ, học gì? Con phải soạn sách trước giờ học chứ con. Ôi, cô bạn Gia Bảo có số 4 hình như có đổi tên chưa cô? Chưa con. Bản này rớt mạng nó nữa kìa. Mai Thảo ơi, cố lên nha con. Cái phần nào không hiểu là phải hỏi nha con, đừng có rụt rè quá đến khi á mình thiệt thòi mà chậm hơn các bạn nha con. Cô nghe cái gì con? Bên mạng con yếu quá. Dạ chị Lý ơi, bên em hôm nay có hai bạn xin nghỉ ạ. Một bạn bị ngộ độc thực phẩm với một bạn bị ốm á cô. Dạ. Gia Bảo với lại là Phương Thảo ạ. Mới đã đủ cho để em xem. Đủ rồi con. Nguyễn Gia Bảo đó con. Dạ. Dạ. Nguyễn Gia Bảo và con, Gia Bảo bị ngộ độc thực phẩm. Là mới bị hồi trưa nay hả cô? Dạ đúng rồi, hồi trưa mẹ có gửi gọi cho
Và video thì em thấy bé đang uống thuốc đó. Dạ. Mùa này mà nghe nói bệnh bệnh ngán quá. Dạ, có nghĩa là giờ phải tích, ý là mình phải tích trữ thuốc ở trong nhà. Mấy lúc mà đang có bệnh tật nhẹ nhẹ mình còn có thuốc chữa nữa. Không dám đi ra ngoài, không dám đi bệnh viện luôn á. Nhưng mà ngộ độc nhẹ thì được chứ còn nặng thì phải vào truyền nước các chị. À. Dạ. Cô hôm qua cô ăn trung thu vui không cô? Trung thu con nghĩ dịch như thế này thì mọi người đều ở nhà, chẳng qua là vui trong lòng thôi con. Dạ, hồi qua con mới ăn có chú đưa bánh. Ở nhà con là cũng vui lắm rồi cô ơi. À cô nói con nghe này nè cô. Sao con? Nhà chiều ba nấu cơm chiên, con đến cả nhà ăn, con ăn cơm chiên cô ơi. Chà, à vậy hả? Con ăn bánh mùa con. Ba con nấu cơm chiên mà bơi. Vậy là con sướng rồi, được ba nấu cho cả mẹ cả con ăn rồi gì nữa. Con nữa. Dễ ăn con nữa. Con kén quá con nhỉ. Là cô trung thu không ai nấu cho cô ăn hả? Trung thu cô tự nấu cô ăn thôi. Dạ. Yeah. Cô ở trò mà. Cũng buồn, con dễ là chị Hằng. Bây giờ trung thu hiếu con dễ đẹp hơn con dễ chị Hằng của cô. Con nói chuyện với cô Lý để cô liên hệ sao con chưa thấy giáo viên bổ môn vào lớp hả? Dạ. Dạ. Cô Lý ơi, trung thu cô vui không cô? Vui. Cô đi rước đèn nữa mà. Cô dạ. Ở nhà kế bên hàng xóm ở chừng 6 lần gì vậy? Sao con? Hàng xóm nhà con cũng tự làm lồng đèn ở nhà vậy. Qua vui lắm cô. Ra à, ngoài cô có, tại vì cô có một đứa cháu thì ngày hôm qua có ở dưới phường á, có đem lồng đèn với bánh trung thu lên cho cháu của cô, rồi sau đó ở nhà làm thêm 3-4 cái lồng đèn nữa rồi làm bánh ăn. Đáng lẽ là con có bánh trung thu, tại vì là con học không, cái người ta đưa bánh trung thu con biết hết bánh luôn. Dạ. Bánh trung thu con biết gì rồi. Con hôm bữa có trung thu á cô, là con được người ta tặng bánh trung thu với lại cái lồng đèn á cô. Vui lắm không cô ơi. Để cô chiếu con nhà dễ chị Hằng. Cô Hiền chưa dễ chuyển hết. Con chờ con dễ đẹp trung thu cho coi. Con ước gì con muốn lên mặt trăng tìm chuối cội. Chuối cội thì lớn lên đi làm phi hành gia thì có thể lên trên đó rồi. Cô nghĩ chắc sau này lớn lên chú cụi đi đời rồi cô. Cụi là một truyền thuyết mà con. Được chưa? Chi tiết giả mà. Đúng rồi. Chỉ là một nhân vật tưởng tượng ra thôi. Đói nhà con hết tới 9 giờ mấy con ghé ăn rồng. Ghé chị Hằng với con rồng. Ở sao lại chị Hằng với con rồng? Con rồng có liên quan gì tới chị Hằng không con? Dạ không, nhưng mà con vũ con ghé đại cơ. À, chú củi. Chú củi ấy. Mẹ chị Hằng. Sao bạn không tự dễ chú củi ấy? À. Sao bạn không tự dễ chú củi cho nó hợp chủ đề? Quên. Tại vì không biết không có thể tưởng tượng chú cụi là như thế nào đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó con không mượn thoại này nữa, tại vì mẹ con nói chuyện như với chú còn. Các bạn ơi, các bạn chuẩn bị tập vở rồi là ngồi ngay ngắn vào chỗ học ha. Giáo viên bộ môn đã vào lớp rồi các bạn. Cô chào cả lớp nha. Con chào cô. Chào cô. Chào các bạn. Dạ, chào cô Lý. Chào cô. Dạ, chào cô. Anh Khoa, Bảo Ngọc, Cha Mỹ, Hồng Ngân, bật cam con. Rồi, chào cả lớp. Hôm trước tụi con học đến đâu rồi? Học lịch sử, học địa lý, học địa lý. Chị Giang, con là mình đang học về cái phần quả đi cầu à cô.
Đang học phần địa lý và địa cầu đúng không con? Dạ. Học dạ. Học năm đi con. Học về hệ thống kinh vĩ tuyến và tọa độ địa lý. Còn anh bị ao rồi đó chị. Ôi cô thấy em con không cô? Cô thấy con bình thường mà. Quỳnh Anh ơi, chỉnh là cái cam con. Bảo Nhi ơi, vào vị trí học đi con. Anh Hải ơi, con có thể kiếm một vị trí nào vắng hơn một chút không con? Lại có bài thường buổi chiều mạng nó yếu hơn buổi sáng đó cô Huyền. Dạ dạ. Đúng rồi, tại vì thấy mạng quay vài không vào được luôn á thấy cô. Dạ dạ. Mạng hôm nay yếu á cô ạ. À, cô Lý thấy bữa nào cũng vậy, buổi chiều yếu hơn buổi sáng. Dạ. Cô ơi cô, tại sao lại không có tế bào không thiết sự vậy cô? Sao con? Nó có ba cuốn sách lịch sử luôn á cô. Ờ đúng rồi. À, thì bây giờ nè cô sẽ cho các bạn xem cái đoạn video thế nào là kinh tuyến và vĩ tuyến. Dạ. Các bạn nghe sau rồi chúng ta sẽ vô bài học của chúng ta. Bài học của chúng ta ngày hôm nay chúng ta học về hệ thống kinh vĩ tuyến. Dạ. Dạ. Bảo Anh ơi, bật cam lên con. Rồi ra Mỹ nữa, Bảo Anh, bật cam lên con. Con mong lần này sẽ nghe được. Ừ, cô sẽ mong là các bạn sẽ nghe được, đúng rồi. Bây giờ nghe thử xem được không nhé con. Dạ. Nghe được rồi cô, nghe được rồi. Nghe được chưa? Cái này là Quỳnh Nhạc. Các em hãy theo dõi video dưới đây để tìm hiểu về hệ thống kinh tuyến và vĩ tuyến nhé. Nếu em nhìn vào bản đồ thế giới hoặc quả địa cầu, em có thể nhận thấy các đường chạy theo hướng Đông Tây và Bắc Nam. Các đường chạy theo hướng Bắc Nam từ trên xuống dưới được gọi là đường kinh tuyến. Các đường chạy theo hướng Đông Tây từ phải sang trái được gọi là đường vĩ tuyến. Trái đất hình cầu và quay quanh một trục tưởng tượng theo chiều từ Tây sang Đông. Trục tiếp xúc với bề mặt trái đất tại các điểm cực Bắc và cực Nam. Kinh tuyến là một đường tưởng tượng tiếp xúc với bề mặt trái đất nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam. Kinh tuyến gốc là đường kinh tuyến không độ. Nếu mỗi kinh tuyến cách nhau một độ thì trái đất có 360 kinh tuyến. Đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến 180 độ. Theo quy ước quốc tế, kinh tuyến không độ là kinh tuyến đi qua đài Thiên văn Greenwich ở ngoại ô thành phố London, nước Anh. Những kinh tuyến nằm bên phải kinh tuyến gốc gọi là kinh tuyến đông. Còn những kinh tuyến nằm bên trái kinh tuyến gốc gọi là kinh tuyến tây. Vĩ tuyến là những vòng tròn tưởng tượng tiếp xúc với bề mặt trái đất vuông góc với các đường kinh tuyến. Vĩ tuyến gốc là vĩ tuyến không độ hay còn gọi là đường xích đạo. Nếu mỗi vĩ tuyến cách nhau một độ thì từ cực Bắc đến cực Nam có 181 vĩ tuyến.
Những vĩ tuyến nằm từ xích đạo đến cực bắc gọi là vĩ tuyến bắc và ngược lại nằm từ xích đạo đến cực nam gọi là vĩ tuyến nam. Dạ, có nghe xong rồi ạ, cô. Nghe được không? Dạ, nghe được. Nghe được ạ. Dạ. Nghe được. Được, nghe được. Dạ, nghe được. Rồi, bây giờ các bạn sẽ vào cho cô bài học hôm nay. Đây. Trần Gia Bảo cơ hai ơi, con mở cam lên nào. Đây, phần đầu tiên các bạn sẽ vào cho cô cái phần hệ thống kinh vĩ tuyến. Rồi các bạn mở cho cô sách giáo khoa ra đi được không? Mở cho cô sách giáo khoa trang 114. Trang 114. Đây, các bạn hãy cho cô biết xem, vậy thì quả địa cầu là gì? Quả địa cầu là gì? Dạ. Dạ, dạ thưa cô, là quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của trái đất. À, là mô hình thu nhỏ của trái đất được thu nhỏ trên một cái quả cầu được gọi là quả địa cầu. À, đây, vậy thì là một mô hình thu nhỏ của trái đất dưới dạng hình cầu. Các bạn hãy cho cô biết xem trên quả địa cầu, tại sao trục quả địa cầu lại nghiêng? Tại sao trục quả địa cầu lại nghiêng? Dạ, con Tín Dũng ạ. Đây, bạn khác nha, bạn Quốc Khánh. Dạ. Quốc Khánh, tại sao quả địa cầu lại nghiêng con? Thì khi cô là bởi vì nó nằm ở Nam Cực và Bắc Cực. À, nó nằm ở Nam Cực và Bắc Cực. Còn bạn khác có ý kiến khác không? Dạ. Rồi, cảm ơn con. Bạn Hoàng Đạt. Bạn Hoàng Đạt. Thưa cô, là nếu mà để quả địa cầu nó nghiêng á, thì sẽ được hơn, chứ để quả địa cầu nằm ngang là mà coi như là không biết là ở đây ở đâu. Gia Bảo có số 4 ơi. Con không ăn trong giờ học nha con. Rồi, các bạn lưu ý cho cô nè, trục quả địa cầu lại nghiêng là lý do vì sao? Vì trong thực tế trái đất của chúng ta nằm nghiêng, chứ trái đất của chúng ta không đứng thẳng nha tụi con. Trong thực tế, nãy cô cho các bạn xem video, các bạn để ý trái đất của chúng ta khi quay trong vũ trụ, trái đất của chúng ta nằm ở tư thế nghiêng. Còn vì sao nó bị nghiêng, mai mốt cô sẽ có thời gian, cô sẽ kể chuyện cho các bạn xem. Trái đất của chúng ta trong thực tế khi quay trong vũ trụ là trái đất của chúng ta nằm nghiêng, và chính vì vậy mà trục của quả địa cầu khi được gắn trên cái kệ, chúng ta thấy cái kệ này là cái kệ treo quả địa cầu để cho quả địa cầu đứng được, thì người ta làm cái kệ cũng bị nghiêng để cho chúng ta thấy được là thực tế trái đất của chúng ta bị nghiêng. Do đó trục của trái đất của chúng ta luôn luôn nằm nghiêng, được chưa? Và người ta gọi cái trục này gọi là trục tưởng tượng, trục tưởng tượng. Và chúng ta nhớ trái đất của chúng ta không có trục nha đúng không? Không có trục, nhưng khi nó quay, nó luôn luôn nó nằm nghiêng, nó quay. Rồi, vậy các bạn hãy cho cô biết xem. Cho cô biết xem điểm nằm trên cùng của quả địa cầu được gọi là gì? Dạ con ạ. Rồi, Tín Dũng. Dạ thưa cô, là điểm màu vàng nằm bên trên đó chính là cực bắc, còn điểm nằm bên dưới tức là cực nam ạ. Điểm nằm trên cùng của quả địa cầu được gọi là cực bắc, điểm nằm dưới cùng của quả địa cầu được gọi là cực nam, được chưa? Vậy các bạn đã nắm được về hình dạng là quả địa cầu, chúng ta đã biết được cực bắc và cực nam của quả địa cầu. Rồi các bạn hãy cho cô biết xem, vậy thì trên bề mặt quả địa cầu đường nào được gọi là trên bề mặt quả địa cầu? Chúng ta nhìn chúng ta thấy là luôn luôn có những vòng tròn nằm ngang gọi là vĩ tuyến,
những đường thẳng trên quả địa cầu được gọi là kinh tuyến. Vậy thì kinh tuyến là gì? Vĩ tuyến là gì? Chúng ta thấy các đường kinh tuyến và vĩ tuyến. Các đường kinh tuyến và vĩ tuyến bao quanh quả địa cầu là tạo thành một cái mạng lưới, giống như là một cái lưới vậy đó, bao phủ toàn bộ quả địa cầu, giúp cho chúng ta có thể xác định được vị trí của các địa điểm, và chúng ta gọi đó chính là hệ thống kinh vĩ tuyến. Giống như chúng ta thấy, giống như chúng ta thấy cái quả banh đó, chúng ta khi chúng ta mua quả banh đá về đó, chúng ta đi mua quả banh đá về là người ta cho chúng ta vào trong một cái bao lưới, đúng không? Để trong cái bao lưới đó thì nó giống như là một hệ thống lưới vậy đó. Các đường kinh tuyến và vĩ tuyến tạo thành một cái lưới bao quanh quả địa cầu để giúp cho chúng ta có thể tìm được mọi địa điểm trên quả địa cầu. Ví dụ như chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta có thể dựa vào kinh vĩ tuyến đó, chúng ta sẽ biết được Việt Nam nằm ở vị trí nào trên quả địa cầu. Bởi vì bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem kinh tuyến là gì, kinh tuyến gốc là gì, kinh tuyến Tây, kinh tuyến Đông là gì. Rồi, đầu tiên chúng ta tìm hiểu về kinh tuyến. Kinh tuyến, vậy bạn nào có thể cho cô biết xem kinh tuyến là gì? Trên quả địa cầu những đường nào được gọi là đường kinh tuyến? Dạ. Yeah. Bạn nào khác đi, ngoài bạn Dũng ra. À, bạn Khánh Linh giơ tay kìa, bạn Khánh Linh. Dạ, thưa cô, là kinh tuyến là cái đường thẳng của bao bọc vòng quanh cái trái đất ạ. Còn kinh tuyến gốc là ở nằm kinh tuyến gốc là kinh tuyến ở không ở ở không độ ở không độ ạ. Rồi, cảm ơn con. Bây giờ chúng ta nhìn bạn Khánh Linh trả lời là những đường thẳng trên quả địa cầu được gọi là kinh tuyến, đúng không? Vậy thì thường thì những đường thẳng là cụ thể hơn coi, nó phải đi từ đâu đến đâu được gọi là kinh tuyến. Đi từ đâu đến đâu được gọi là kinh tuyến. Dạ, tôi cô là đi hết một vòng quanh trái đất cô ạ. À, đi vòng quanh trái đất nữa hả? Rất là nhiều đường mà bây giờ con nói là những đường thẳng rồi đi vòng quanh trái đất thì như vậy các bạn sẽ khó xác định được lắm. Các bạn suy nghĩ thử coi kinh tuyến là gì. Sách giáo khoa trang 114 đó, sách giáo khoa trang 114 các bạn thử để ý cho cô. Dạ con. Gia Bảo. À, Phong Vũ kìa. Phong Vũ giơ tay à. Vũ Phong. Kinh tuyến là gì con? Dạ thưa cô, là kinh tuyến là các đường nối cực bắc với cực nam trên bề mặt quả địa cầu cô. À đúng rồi, nhắc lại dùm cô đi Bảo Anh. Bảo Anh, kinh tuyến là gì con? Mở mic lên con. Dạ. Để con chúc cô. Kinh tuyến là các đường nối cực bắc với cực nam trên bề mặt quả địa cầu ạ. À. Đây các bạn nhìn nè, những đường đi từ cực bắc đến cực nam của quả địa cầu, các bạn nhớ nhé, được gọi là đường kinh tuyến. Rồi, trên bề mặt quả địa cầu có rất là nhiều đường kinh tuyến. Vậy thì nếu như chúng ta xem quả địa cầu, chúng ta sẽ xác định một địa điểm nào đó thì rất là khó, vì rất là nhiều đường kinh tuyến. Vậy thì để có thể xác định xem chúng ta đang ở kinh tuyến nào, kinh tuyến số mấy, các nhà thiên văn học, địa lý học, người ta đã họp lại và người ta thống nhất lấy một đường kinh tuyến số 0 để đánh dấu số kinh tuyến. Thế là các bạn hãy cho cô biết xem, người ta đã thống nhất chọn ra kinh tuyến số 0 là kinh tuyến nào? Bạn nào biết? Dạ con ạ. Đây, bạn Dũng hả con? Dũng cho cô biết coi, vậy thì kinh tuyến số 0 là kinh tuyến nào vậy con? Dạ thưa cô, kinh tuyến số 0 chính là kinh tuyến gốc ạ.
À, đó là kinh tuyến gốc, nhưng mà các nhà thiên văn học, địa lý học người ta họp lại, người ta chọn kinh tuyến số 0 được gọi là kinh tuyến gốc, nhưng người ta sẽ chọn kinh tuyến nào đặt ở đâu để làm kinh tuyến số 0? Bạn nào biết? Để đặt số cho các kinh tuyến, người ta chọn kinh tuyến số 0 và người ta gọi là kinh tuyến gốc, là kinh tuyến đầu tiên để đánh số thứ tự. Giống như ở lớp mình có 5, có 4, yeah. Lớp mình có 40 bạn thì cô Huyền đã đánh dấu cho các bạn. Ví dụ bạn này là số 1, bạn này là số 2, bạn này là số 3. Đúng chưa? Thì các kinh tuyến cũng vậy. Có rất nhiều trên quả địa cầu. Bây giờ các nhà địa lý học người ta mới họp lại, người ta thống nhất chọn ra kinh tuyến số 0. Từ đó người ta đánh số thứ tự kinh tuyến số 1, số 2, số 3, số 4 cho đến hết luôn. Vậy thì đố các con, người ta chọn kinh tuyến số 0, người ta gọi là kinh tuyến gốc. Người ta chọn kinh tuyến này ở địa điểm nào? Các bạn nhìn vào sách trang 115. Con nhớ cô. Con Đạt. Để thưa cô là chỗ gần sức đạo hả cô? Chỗ gần sức đạo hả? Trang 115 đi con. Rồi Dũng đọc cho cô. Đâu bạn nào? À, bạn là Quốc Khánh đi. Ờ, cô ơi, trang 115 là hình như con thấy là tìm hiểu mà... À, con lấy lộn. Con lấy lộn cái. Nằm trên cùng đó con. Bạn nào nhìn thấy rồi? Nằm trên cùng. Bạn nào vừa con cô đó? À, Đạt, à, Quốc Khánh. Quốc Khánh đọc cho con. Cô nói là ở địa điểm cực nam. Con có nhìn thấy trên sách giáo khoa trang 115 không? Cái dòng đầu tiên trên cùng. Con được không? Cô trả lời lại. Con tên gì đấy? Bạn nào mới xin là cô trả lời lại đây. Dạ, dạ thưa cô là bạn Thiên Linh ạ. À. Đọc với con, bạn Thiên hả? Dạ, con là Khánh Linh cô ơi. Bạn Thiên Linh cô ạ. Dạ, thưa cô là... theo yếu quốc tế, kinh tuyến gốc được đi qua đài Thiên Văn Greenwich ở ngoại ô thủ đô London của Vương quốc Anh. Những kinh tuyến nằm ở khu vực phía tây. Cảm ơn con. Đến đó được rồi. Vậy các bạn nắm nè. Các kinh tuyến là những đường nối từ cực bắc đến cực nam. Trên quả địa cầu có rất nhiều kinh tuyến. Thì các nhà địa lý học đã ngồi lại với nhau, thống nhất trên toàn thế giới, theo quy ước quốc tế, bắt đầu đánh số thứ tự cho các kinh tuyến. Và theo quy ước, các nhà đã họp và thống nhất chọn ra kinh tuyến số 0, gọi là kinh tuyến gốc. Kinh tuyến này đi qua một cái đài thiên văn lớn nhất trên thế giới. Đó chính là đài thiên văn Greenwich ở thủ đô London, ngoại ô London nước Anh. Được chưa? Thủ đô London của Vương quốc Anh. Có một đài thiên văn lớn nhất trên thế giới. Và người ta chọn cái đường kinh tuyến đi qua đài thiên văn đó được gọi là kinh tuyến gốc. Và kể từ đó người ta đánh số thứ tự cho kinh tuyến này là kinh tuyến số 0. Rồi từ kinh tuyến số 0 đó, người ta bắt đầu đánh số thứ tự kinh tuyến số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Thì những kinh tuyến nằm ở bên phải kinh tuyến số 0, người ta gọi đó là kinh tuyến Tây. Là các bạn nhìn lên đây. Kinh tuyến là những đường nối từ cực nam trên bề mặt quả địa cầu. Nha. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn là kinh tuyến gốc. Tây người ta gọi là kinh tuyến số 0. Đấy, kinh tuyến số 0, được chưa? Rồi, bây giờ các bạn nhìn nè. Từ kinh tuyến số 0, nếu như chúng ta cắt đôi từ kinh tuyến số 0 nè, thì đối diện với kinh tuyến số 0 là kinh tuyến 180 độ. Chúng ta dùng một cái mặt phẳng, chúng ta cắt đôi quả địa cầu ra, thì lúc này quả địa cầu sẽ chia thành hai nửa bằng nhau. Hai nửa bằng nhau. Vậy các bạn nhìn, các bạn thấy, đây các bạn thấy, kinh tuyến gốc được gọi là kinh tuyến số 0.
đi qua đài Kinh Văn Westwick ở thủ đô London, Vương quốc Anh. Đây, theo quy ước, người ta chọn kinh tuyến số 0 là đường kinh tuyến gốc, tuyến số 0, đúng chưa? Đây, bạn Hoàng Đạt đọc lớn lên cho cô coi. Dạ thưa cô, là quy ước chọn một đường kinh tuyến gốc đánh số 0. Kinh tuyến gốc không nằm đối diện với đường kinh tuyến 180 độ. Đúng rồi, vì đây là quả địa cầu, nó là hình cầu. Do đó các kinh tuyến nó sẽ là một khối hình cầu. Vậy thì kinh tuyến số 0 sẽ nằm đối diện với kinh tuyến thứ tự là 180. Các bạn nắm được chưa? Giờ bây giờ các bạn thấy nè, từ kinh tuyến số 0, các bạn nhìn lên màn hình nha. Các bạn nhìn màn hình các bạn mới thấy rõ nè. Từ kinh tuyến số 0 thì đối diện với kinh tuyến số 0 là kinh tuyến 180 độ. Đây. Thì nửa nằm bên thủ đô London nước Anh, các bạn nhìn thấy chữ London chưa? Đó là kinh tuyến số 0. Giờ bây giờ nửa nằm bên trái của kinh tuyến số 0. Nếu chúng ta cắt đôi quả địa cầu giống như chúng ta bổ quả kem á, chúng ta bổ quả kem ra làm hai thì nó sẽ thành hai nửa bằng nhau. Vậy thì quả địa cầu mà khi chúng ta cắt đôi ra làm hai nửa bằng nhau, cắt theo đường kinh tuyến gốc, vậy thì đố tụi con, nửa nằm bên tay trái của tụi con được gọi là, được gọi là gì? Dạ con ạ. Thánh chân. Dạ thưa cô, là bán cầu tay. Con nửa cầu nằm bên tay phải của con thì được gọi là gì? Dạ thưa cô, là bán cầu đồng. À, các bạn hiểu được chưa? Vậy đây các bạn nhìn lên đây nè, các bạn thấy cái hình cô nhìn nè, cô chỉ nè. Đây, cô dùng một cái mảnh, cô dùng một tờ giấy, cô cắt đôi quả địa cầu ra theo cái đường kinh tuyến gốc là đường màu đỏ nè, chữ kinh tuyến gốc nè. Đúng không? Thì lúc này quả địa cầu chia thành hai nửa. Nửa bên trái gọi là bán cầu tây, nửa bên phải được gọi là bán cầu đông. Rồi, vậy thì các bạn hãy cho cô biết xem. Từ kinh tuyến gốc nha, bổ đôi quả địa cầu ra, bên phải gọi là bán cầu đông, bên trái được gọi là bán cầu tây. Vậy các bạn nhìn cho cô, bên phải các đường kinh tuyến màu xanh được gọi là kinh tuyến gì? Dạ. Dạ con Tiến Dũng ạ. Rồi Tiến Dũng trả lời cho cô. Dạ thưa cô, là các đường kinh tuyến màu xanh là các đường kinh tuyến đông ạ. À, vì nó nằm ở nửa cầu, nó nằm ở bán cầu đông, do đó các kinh tuyến này được gọi là kinh tuyến đông. Được chưa? Yeah. Đây, yeah. Bây giờ trả lời tiếp cho cô coi. Một bạn khác nha. Con yeah. Bạn Đăng Khoa trả lời được không con? Đăng Khoa. Đăng Khoa. Đăng Khoa cơ sở 2. Dạ Đăng Khoa, hồi nãy bị ao ra mới vào lại, em nhìn chưa kết nối được á cô. À. Dạ. Khắc Lễ ơi. Khắc Lễ. Dạ. Rồi con cho cô hỏi nè, từ kinh tuyến gốc về bên tay trái được gọi là bán cầu tây. Vậy thì theo con, các kinh tuyến màu đỏ nằm bên tay trái con được gọi là gì con? Để kinh tuyến tây. À đúng rồi, đó là kinh tuyến tây. Rồi các bạn nắm được chưa? Các bạn hiểu được chưa? Rồi vậy thì kinh tuyến là gì? Các bạn ghi vào cho cô. Kinh tuyến, ghi bài cho cô. Kinh tuyến là đường nối cực bắc với cực nam. Kinh tuyến, xuống dòng, gạch đầu dòng. Kinh tuyến là các đường.
Hồng Khánh ơi, con ghi bài cô xem nào. Cô không thấy con cầm bút ghi bài ha? Trường Khánh ơi, con bật cam lên con xem nào. Con viết bài vào đi con. Quỳnh Anh ơi, con biết con ngẩng cao đầu xíu nha. Yến Oanh cũng vậy, cao cao chút con, đừng có dí sát vào ở quá. Dạ. Kinh tuyến gốc, kinh tuyến không độ, đi qua đài tin văn ở thủ đô London, nước Anh. Gia Khang ơi, Gia Khang chép kịp không con? Dạ kịp cô. Ừ, chép xong chưa con? Dạ xong rồi ạ. À, rồi các bạn nắm được các kinh tuyến chưa? Kinh tuyến đông, kinh tuyến tây. Được chưa? Rồi bây giờ xong hết chưa? Thái Bình xong chưa con? Cô ơi, con chưa xong. Dạ chưa cô, dạ chưa cô. Rồi, thôi cô chờ, không sao hết. Các kinh tuyến đông nằm ở phía đông của kinh tuyến gốc. Các kinh tuyến đông nằm ở phía đông của kinh tuyến gốc. Các kinh tuyến tây nằm ở phía tây của kinh tuyến gốc. Để sao mà cô? Rồi các bạn nắm được chưa? Đó là các kinh tuyến trên bề mặt quả địa cầu. Con xong rồi cô. Ừ. Rồi vậy các bạn lưu ý cho cô, mai mốt các bạn nếu mà các bạn đi ra nhà sách và có nhìn thấy quả địa cầu á
thì các bạn cứ nhìn cho cô nha. Các bạn nhìn thấy những cái đường nằm từ cực Bắc đến cực Nam của địa cầu, các bạn nhớ đó chính là đường kinh tuyến, được chưa? Những cái đường trên quả địa cầu có rất nhiều đường được vẽ trên đây. Vậy thì các bạn cứ nhìn cái đường nào mà đi từ cực Bắc đến cực Nam quả địa cầu, chúng ta gọi là đường kinh tuyến. Rồi bây giờ các bạn sẽ quan sát tiếp cho cô nha. Dạ. Cô ơi cô, tại sao nhiều khi cái quả trên cái quả địa cầu nó có mấy cái mũi tên giống như đường gió thì cô? Được, con đi, con chưa xong. Sao người ta cho đường gió trên quả địa cầu vậy cô? Đường gió hả con? Cô ơi, cho con đi vệ sinh. Cái đường hướng gió đi á, người ta dùng người ta đúng rồi, đó là những hướng gió. Thì mai mốt của con sẽ học và con cô sẽ chỉ cho tụi con nha. Rồi bây giờ tụi con là sang tiếp, sang tiếp cho cô nè. Phần vĩ tuyến. Đây, cho cô biết xem vĩ tuyến là gì. Thế nào được gọi là xích đào? Vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam, bán cầu Bắc, bán cầu Nam. Bây giờ đầu tiên, các bạn cho cô biết xem vĩ tuyến là gì. Vĩ tuyến là tròn gì? Cô. Tròn cô. Tròn cô. Tròn cô. Cho cô là vĩ tuyến là các vòng tròn bao quanh quả địa cầu song song với đường xích đạo. Đúng rồi. Như đường cánh bạch cam con. Đây, đúng rồi. Vĩ tuyến. Chí Dũng ơi. Chí Dũng. Dạ cô. Chí Dũng nhắc lại cho cô đi, con có sách giáo khoa không? Cũng có sách giáo khoa cô ạ. Đây. Trang 114 con trả lời cho cô đi, vĩ tuyến là gì con? Dạ. Vĩ tuyến là gì con? Đường Khánh với Gia Bảo có số 4 bật cam lên con. Đây, Dũng ơi, con tập trung lên cho cô nha. Đây, các bạn thấy đúng không? Đúng đọc từng cô coi vĩ tuyến là gì đi con. Dũng tập lên màn hình đó con. Vĩ tuyến là... Đúng ơi, Dũng đọc lên màn hình đi con. Vĩ tuyến là các vòng tròn bao quanh quả địa cầu song song với đường xích đạo. À, đúng rồi. Những vòng tròn bao quanh quả địa cầu song song với đường xích đạo được gọi là vĩ tuyến. Vậy đường xích đạo là gì? Đường xích đạo là gì bạn nào biết? Xích đạo là gì vậy? Dạ yeah. Quỳnh An. Quỳnh An. Được. Quỳnh An giơ tay yeah, không con? Ừ, con giơ tay này, con trả lời cho cô. Vậy xích đạo là gì con? Cô đợi em xíu rồi em chưa suy nghĩ xong. Ừ, rồi. Vậy thì cô mời bạn khác nha. Bạn nào mà giơ tay rồi, các bạn ra bạn nào giơ tay rồi thì các bạn bỏ tay xuống để cô mời bạn khác nha. Khánh Trân, cô thấy nhiều bạn giơ tay lắm. Vũ Phong có giơ tay này đúng không con? Vũ Phong. Cô ơi, cho con đi đổi máy nha cô. Ừ, Vũ Phong ơi, có giơ tay không? Giơ tay kì cô. Vũ Phong có giơ tay không con? Giơ tay kì cô. Rồi, vậy thì trả lời cho cô đi. Đường xích đạo là gì vậy con? Bạn nào là giơ tay cũ. Rồi, Khánh Trinh đổi máy đi con. Rồi, vậy thì bạn nào biết cho cô nè, xích đạo là gì? Quốc Khánh biết không con? Dũng ơi, Dũng có biết không? Xích đạo là gì không con? Dạ thưa cô, xích đạo hay vĩ tuyến gốc ạ? Xích đạo gọi là vĩ tuyến gốc, đúng rồi. Bây giờ người ta chọn cái đường nào được gọi là đường vĩ tuyến gốc? Giao ạ. Hả? Gọi là bán cầu Bắc, khi Nam gọi là bán cầu Nam ạ. Đây, xích đạo hay còn gọi là vĩ tuyến gốc, đúng chưa? Đây các bạn nhìn nè, trên bề mặt quả địa cầu có rất là nhiều vòng tròn, đúng chưa? Rất là nhiều vòng tròn chạy xung quanh quả địa cầu. Và các bạn nhìn cho cô, vòng tròn lớn nhất quả địa cầu nằm ngay giữa quả địa cầu, người ta gọi là đường xích đạo. Vậy thì trong tất cả các vòng tròn nào mà lớn nhất nằm ngay giữa quả địa cầu, người ta gọi đó chính là đường xích đạo.
Và khi người ta cắt đôi quả địa cầu, các bạn nhìn là cô cầm con dao, cô cắt đôi quả địa cầu, thì cắt theo đường xích đạo, chia quả địa cầu làm hai nửa bằng nhau. Nửa nằm phía bên trên từ xích đạo trở lên cực bắc được gọi là gì vậy? Công Tâm, con nhìn màn hình con trả lời giúp cô đi con. Từ đường xích đạo nè, nửa quả địa cầu từ đường xích đạo đi lên cực bắc được gọi là nửa gì con? Được gọi là gì? Công Tâm. Dạ là... Linh ơi, con tháo cái tóc xuống đi con. Dạ. Gọi là gì con? Rồi sửa lại tóc tai đàng hoàng tử tế nào con. Các bạn có nhìn thấy không? Rồi, thôi bây giờ cô cho nhìn hình rõ hơn nha. Đây này các bạn nhìn nè. Quả địa cầu chia thành hai nửa bằng nhau, người ta cắt đôi quả địa cầu, người ta chọn cái đường vòng tròn lớn nhất trên quả địa cầu. Người ta gọi đó là vĩ tuyến gốc và người ta đánh số thứ tự đó là vĩ tuyến số 0. Được chưa các bạn? Rồi tương tự người ta sẽ cắt đôi quả địa cầu làm hai nửa bằng nhau theo chiều nằm ngang. Nha, cắt theo chiều nằm ngang, lúc đấy là chúng ta dựa vào đường kinh tuyến thì người ta cắt đôi quả địa cầu theo kinh tuyến gốc, người ta cắt theo chiều thẳng đứng. Còn ở đây là khi đặt quả địa cầu, người ta dùng con dao, người ta cắt đôi quả địa cầu làm hai nửa bằng nhau theo đường vĩ tuyến gốc. Các bạn nghe được không? Các bạn nghe kịp không? Rồi, khi cắt đôi ra như vậy thành hai nửa bằng nhau thì người ta gọi đường vĩ tuyến gốc hay còn gọi là đường xích đạo. Thế bảo có thầy... bốn ơi, bật cam lên con. Thì lúc này quả địa cầu của chúng ta sẽ thành hai nửa bằng nhau. Vậy thì nửa nằm phía bên trên được gọi là nửa gì vậy Trần Anh Quân? Nửa nằm phía trên của xích đạo thì được gọi là nửa gì, là gọi là gì ạ Trần Anh Quân? Trần Anh Quân. Dạ. Nửa nằm phía trên của đường xích đạo gọi là nửa gì vậy Trần Anh Quân? Dạ, con đang suy nghĩ. Ủa, con nhìn lên màn hình đi con. Nhìn lên màn hình là con thấy không? Dạ, thấy. À, rồi, nửa nằm phía trên của vĩ tuyến gốc là nằm phía trên thì gọi là nửa gì vậy con? Dạ, nửa, nửa bán cầu. Gọi là bán cầu gì? Dạ, gọi là bán cầu bắc. À, con nửa nằm bên dưới của đường xích đạo được gọi là đường gì vậy, là gì vậy con? Dạ, bán cầu nam. À, là bán cầu bắc và bán cầu nam, được chưa? Rồi, các bạn thấy nè, quan sát lên đây cho cô. Đây, các bạn nhìn nè, đường xích đạo là đường vĩ tuyến nằm ngay giữa quả địa cầu gọi là vĩ tuyến gốc. Từ đường xích đạo trở lên cực bắc được gọi là bán cầu bắc. Từ xích đạo trở xuống cực nam được gọi là bán cầu nam. Rồi bây giờ bạn Gia Khang cho cô biết nè. Bạn Gia Khang cơ sở 4. Gia Khang có nghe cô nói không con? Dạ có con. Đi vệ sinh nha cô. Rồi Gia Khang cô, ơi cho cô đi vệ sinh nha cô. Okay. Gia Khang ơi cho cô hỏi này. Trên bán cầu bắc có các vòng tròn màu xanh được gọi là gì vậy con? Là vĩ tuyến bắc. À, là vĩ tuyến bắc. Còn bên dưới là vĩ tuyến nam. Bên dưới đường xích đạo được gọi là bán cầu gì con? Bán cầu nam. À, bán cầu nam. Vậy thì ở bán cầu nam có các vĩ tuyến gì con? Vĩ tuyến nam cô. À, có các vĩ tuyến nam. Rồi, các bạn nắm hiểu được chưa? Hiểu được rồi. Chưa các bạn? Rồi, cảm ơn được con. Vậy thì phần B các bạn ghi cho cô vĩ tuyến. Vĩ tuyến là các vòng tròn bao quanh quả địa cầu. Là các vòng tròn bao quanh quả địa cầu. Cô ơi. Con, sao vậy Thanh?
Dạ tại máy em mất pin mà không có máy thay á cô. Cô cho em tắt cam sạc điện thoại cái nha cô. À rồi rồi, được rồi, cô biết rồi. Em cảm ơn. Bỏ anh ơi, đi vệ sinh đi con. Vĩ tuyến là các vòng tròn bao quanh quả địa cầu. Song song với đường xích đạo. Vĩ tuyến gốc là đường xích đạo. Ủa Học Minh, con không viết bài, con cho con nằm bẹp đầu cái tường vậy. Vĩ tuyến gốc là đường xích đạo. Học Minh ơi, con cầm bút lên viết bài con xem nào. Có chiều dài lớn nhất. Có chiều dài lớn nhất. Chia trái đất thành hai bán cầu. Chia trái đất thành hai bán cầu. Cô thấy Nhi không biết bài này. Con viết xong rồi hả con? Con xong rồi cô. À rồi, con đợi các bạn kia viết nha con. À, dạ con sẽ đợi. Các bạn phải viết bài nha, sắp tới sẽ có kiểm tra nha các bạn. Kiểm tra mà các bạn không viết bài không ôn. Bao nhiêu lâu kiểm tra vậy cô? Chuẩn bị thôi các bạn ơi. Nhưng cô chỉ nói là nếu các bạn không ghi bài, các bạn không ôn, không có bài để ôn á, thì xác định coi như là điểm thấp thôi. Cô nhắc nhở rất nhiều lần rồi ha. Cái này là ý thức của mình ghi bài thì mình mới có bài học nha các bạn. Xong chưa con? Xong chưa nè? Yeah. Trường Khánh ơi. Vĩ tuyến dễ chưa cô? Trường Khánh ơi, con làm cái gì Trường Khánh? Không ngủ thôi. Vĩ tuyến gốc là đường xích đạo. Có chiều dài lớn nhất. Chia trái đất thành hai bán cầu. Bán cầu Bắc và bán cầu Nam. Đây, vậy thì các bạn có biết rằng cô chưa viết xong cô. Đến đâu rồi chị Dũng? À, thành hai bán cầu cô. Thành hai bán cầu. Bán cầu Bắc và bán cầu Nam. Bán cầu Bắc và bán cầu Nam. Thái Bình viết xong chưa con? Con viết xong cô. Mấy cái chữ mà nó có màu đỏ là mình ghi bằng bút đỏ đúng không cô? Đúng rồi. Tiếng à, dạ con cảm ơn cô ạ. Thái Bình ơi, viết xong chưa con? Con viết xong rồi cô ạ. Con viết xong luôn rồi. Xong luôn rồi. Xong rồi. Con ngồi lên con thấy con này. Đời Thái Bình ơi, đọc giùm cô đi con điều em có biết. Các bạn đã có biết rằng Thái Bình đọc giùm cô đi con.
Gia Mỹ, Duy Hưng, bật cam luôn giúp con. Thái Bình ơi, không? Đọc giúp cô đi. Tiêu cực. Tiêu cực gì ta? Nếu cứ một độ. Nếu một độ về một đường kính. Trường Khánh ơi, con ở đâu rồi? Nếu cứ một... con lượm cục gom con. Rồi tín tôi rồi, rồi bạn 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 Thế Bình ơi, bạn Tín Dũng đọc giúp cô đi con. Dạ thưa cô, là em có biết nếu cứ một độ vẽ một đường kinh tuyến thì trên trái đất sẽ có 360 đường kinh tuyến ạ. Rồi tiếp đi. Đọc tiếp đi Dũng. Thưa cô, là nếu cứ một độ vẽ một đường vĩ tuyến thì trên trái đất sẽ có 181 đường vĩ tuyến. À, được chưa các bạn? Các bạn nắm được chưa? Vậy thì trên quả địa cầu có nhiều đường kinh tuyến và vĩ tuyến không các bạn? Dạ có. Rồi, Dũng ơi, nếu mà trên quả địa cầu như vậy có tổng số bao nhiêu đường kinh tuyến Dũng? Chí Dũng. À. Trên quả địa cầu có bao nhiêu đường kinh tuyến con? Dạ là có 3 đường kinh tuyến. 360 đường kinh tuyến. 360 đường kinh tuyến. Rồi, còn vĩ tuyến thì có bao nhiêu đường vĩ tuyến con? Dạ 260 đường vĩ tuyến. 181 đường vĩ tuyến nha tụi con. À, Rồi, vậy thì thôi. Hết giờ rồi, đến đây chúng ta sẽ ngưng nha. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp vào ngày thứ sáu. Có tiếp thì cô sẽ hướng dẫn tiếp nha tụi con. Rồi, tụi con hôm nay tụi con đã nắm được kinh tuyến, là tụi con nắm được vĩ tuyến rồi nha. Nếu mà bạn nào có quả địa cầu á, các bạn ở nhà, các bạn lấy ra, các bạn xem cho cô nha. Các bạn xem cho cô quả địa cầu. Thì chúng ta nhìn là trên quả địa cầu nha, chúng ta thấy có rất là nhiều đường kinh tuyến. Có 360 đường kinh tuyến đi từ cực Bắc đến cực Nam của quả địa cầu. Còn những đường tròn nằm ngang quả địa cầu gọi là vĩ tuyến thì có 181 đường vĩ tuyến. Đường vĩ tuyến lớn nhất là đường vĩ tuyến nằm giữa quả địa cầu. Còn đường kinh tuyến số 0 đó là đường kinh tuyến đi qua Vương quốc Anh tại thủ đô nước Anh. Các bạn nắm được chưa? Về nhà học bài cho cô nha tụi con. Cô. Dạ. Con hỏi nha cô. Một đường kinh tuyến là từ một đường kinh tuyến là bao nhiêu độ vậy cô? Một đường kinh tuyến là đường đi thẳng từ cực Bắc đến cực Nam của quả địa cầu. Con nhìn lên quả địa cầu nè Dũng. Con nhìn lên mặt cô nè. Con nhìn là những cái đường thẳng trên quả địa cầu được gọi là đường kinh tuyến nha con. Và trên quả địa cầu người ta sẽ vẽ 360 đường kinh tuyến. Vì cứ một độ người ta vẽ được một đường kinh tuyến. Đó, cứ một độ là người ta vẽ một đường kinh tuyến. Và cứ như vậy người ta vẽ 360 đường kinh tuyến. Còn những vòng tròn trên quả địa cầu, những vòng tròn nằm ngang trên quả địa cầu gọi là vĩ tuyến. Vâng, dạ con hiểu rồi cô. Rồi, nắm được chưa? Cô chào cả lớp nha. Thứ sáu chúng ta sẽ gặp lại. Cô chào cô. Các bạn chào cô. Chào cô. Hẹn cô vào ngày thứ sáu. Rồi, hẹn tụi con vào ngày thứ sáu. Chào cô. Hẹn gặp cô này vào ngày thứ sáu ạ. Chào em, chào cô nha. Dạ, chào cô Hiền, cô Lý nha. Dạ, dạ, hẹn cô gặp vào ngày thứ năm. Thứ sáu chứ. Thứ sáu. Rồi. Cô Huyền ơi, vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đúng không cô Huyền? À, dạ cô. Đúng rồi cô. Dạ.